chào các bạn. Hôm nay Tấm được đi thăm anh Lê Quang rồi. Hồi nãy á, là có làm cái clip với lại chị Khanh chia sẻ về về tiểu đường. Thì chị Khanh chỉ tới là để chỉ đi thăm anh Quang với lại Tám nè. Nhưng mà hồi sáng người ta chưa có vô thăm, cho nên chị Khanh gọi năn nỉ quá trời, kêu cho Tâm muốn gặp Lê Quang, cho nên là Khanh năn nỉ quá trời, cuối cùng nó cho, nhưng mà 2:30 là mới được thăm, cho nên chị Khanh mắc bận, chị Khanh đi luôn. Bây giờ Tám, bé Cát vợ Tám với lại bà ngoại má à. Má ngồi má đội cái nón sụp mắt luôn rồi kìa. Với lại ai đằng sau tôi đây? Ai vậy? Linh Trần, bốn người đi thăm anh Quang. Mà cái chỗ này là chỗ đầu tiên, lần đầu tiên tới cái chỗ này mới bỏ địa chỉ vô nè. Cái chỗ này là cái chỗ nào người ta tập therapy, là cái tập vật lý trị liệu á cho ảnh á. Mà cái chỗ này nó không có cho vô, nó không có cho người vô, tại vì người ta bệnh á, cho nên người ta phải kỹ, người ta không có cho vô, sợ lây bệnh COVID cho người bệnh, cho nên là không có cho vô. Chỉ nghe nói là chỉ cho gặp có 15 phút thôi. Thì bây giờ mình đi, mình dắt các bạn đi theo Tám để coi như thế nào nha các bạn. Quên bà ngoại. Má ơi, má khỏe không? Má cho mọi người biết là tình hình hiện tại của má như thế nào. Má khỏe hả? Tối má ngủ được không? Được. Ngày nào sáng nào Tám cũng ra hỏi má ngủ được không, má nói cũng được, nó ngủ được lắm, má khỏe, má vui vẻ. Má thì cũng có buồn chút, mỗi lần nhắc tới anh Quang là má hơi buồn, nhưng mà mọi người yên tâm đi, Tám ở nhà Tám hay chọc má cười hoài à, cho nên là má không có sao. Má ha, má ha. Đến là mỗi người tới là phải viết địa chỉ, tên, điền một cái đơn. Và bây giờ đi ra ngoài để mới gặp Quang, mất ta cho mình gặp ở đâu đây? Chắc ở ngoài sân quá. Ngoài có cái vườn ngoài kia kìa. Trời ơi, ghê hả? Nè cái cổng nè. Vô đây buồn ha. Trời ơi, đi kiếm. Cô Khanh. Your aunt, okay. Yeah. Tell him that when he's tired to let me know. Okay? Cuz I know he's been up for a little bit. If he gets tired. Ủa có cho mình vô không? Okay. Sao có người đằng kia ngồi trong kia mà. We
cannot go in, right? No. Ủa? Sorry. I'll let you spend time with him, okay? Can I? Can I like touch him or no? I just have to. Yeah. Nó không cho con đụng vào, nhưng mà con phải tội nghiệp cho con chồng đụng vào. Phải không? He was waiting for you guys. Oh, yeah. Let you spend time. Trời, nó cũng cho cái chỗ nó mà phụ chút nữa. Cho cái chỗ nó nhìn nhỏ xíu à. Phải không ba? Nắm tay ngoại nè. Mẹ. Ngoại nhớ ba nè. Anh quen. Mẹ đâu đụng ba không? Đụng nhiều quá mẹ ơi, với ba cả ngày rồi. Giờ cho dành cho ngoại. Ủa giờ ngoại đâu thấy ba đâu. Sao con ba qua bên khỏe anh? Khỏe. Khỏe hả? Khỏe ghê hả? Còn đau không? Hơi thôi à. Bên đây phòng hai người hả? Ừ, hơi hơi đau hả? Ủa, còn cái gối còn hả anh? Còn. Má, cái chân ông Quang nè má, cái gối à, cái gối nè. Đeo cái gì vậy? Cái vòng gì không biết mà. Biết. Dạ, cái vòng chắc giống như là ba mà ra khỏi đây là nó báo lên. Sao ra được? Kỳ quá không cho mình. Mệt hả? Vô nha. Mời bữa nào vô thăm đi. Tiếp nha. Bữa nào vô mà thăm kiểu này chán chết luôn anh á. Ờ, mẹ. One thing to get lost. Okay. Vô không? Tell him he's only here short term. He's gonna be leaving. Ráng tập đi nha. 2 to 3 weeks. Ta cho mau về. Phải nói là he gets stronger. 2-3 tuần là được về à? Phải mạnh lên, phải đi được thì người ta mới cho về. Ok, bà nói vậy đó. Rồi, vô nghỉ ngơi ha. Bữa nào tới nữa ha. Cố gắng nha con. Rồi má. Thì lạy Chúa biết con yêu đuối và đổi thay. Con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ he's been up for a little bit, not for long. Okay. He was sleeping earlier. He fell asleep with his phone on. He did. Ờ, anh vô nghỉ đi nha. Okay. Có gì gọi điện thoại cho em nha. Okay. Nghỉ ngơi ngủ đi, còn ngày mai thì 1 giờ nha. Nghỉ ngơi nha. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay. Con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây. Khi an vui cũng như khi sầu đầy. Rồi. Trời ơi, thăm bệnh mà giống như là thăm giống như là gì mình khỏe là mình thấy hình như ảnh hơi buồn á, hình như vậy á, buồn chắc rồi, tại vì không có cho vô thăm mà thăm phải đứng ngoài vậy đó, bởi vì ta nói nhiều mỗi chỗ một cái luật khác nhau cho nên khó lắm, giống như bệnh viện Fountain Valley không cho vô thăm luôn. Rồi bệnh viện UCI thì được vô, thoải mái hơn chút. Mà còn chỗ này là coi như là không cho, coi như là đụng luôn ha. Không cho đụng luôn hả Tết? Này hỏi bà hơi suy nghĩ xíu nhưng mà bà kêu thôi đụng. À cái bà cho, đáng lẽ bà nói bà không cho đụng. Nhưng mà tại vì nghe nói cái nó là con gái xong bà mới cho đụng. Chứ nếu mà thường thường người thân mà bạn bè á, chắc không cho đụng đâu, chỉ có cho nhìn thôi à.
Ôi vậy thăm gì cũng buồn ha. Người ta kỹ cho bệnh nhân cái gì cũng tốt, cái đó là kỹ á. Chứ nếu mà mình để cho thoải mái rồi lỡ người nó lây rồi sao, lây khổ cho người bệnh nhân nữa, rồi vô trong đó lây cho người khác nữa làm sao, không có được. Cái đó là tốt á, là good cho người nhà của mình thôi, mình cũng phải mừng đi. May á, chứ nếu mà cho thăm thoải mái rồi lỡ lây mệt nữa thôi vậy đi, cố gắng một cái thời gian ngắn này thôi, ok thì về. Ok là như vậy nha. Trời, mình cũng ngờ cái cách thăm kiểu này luôn á, bởi các bạn đi theo tám á, các bạn cũng hiểu rõ được cái tình hình của anh Quang là khó khăn như thế nào đó, là coi như cái tâm trạng rất là quan trọng. Bây giờ vô trong đó nằm không có ai kế hàng bên mà còn coi, mà được thăm là may rồi, thăm được nói chuyện vậy cũng đỡ hơn là trời mới đầu tưởng không cho vô luôn á, không cho thăm luôn. Nó kêu là thứ tư mới được, mà hôm nay thứ hai, mà giờ ngày mai, bây giờ ngày mai nó cho vô thăm nữa. Các mai mẹ cắt đi phải không ha, mai mẹ cắt đi nha. 10 giờ mấy mình phải đi sớm, bây giờ mình biết chỗ rồi, mình không có lạc nữa. 10 giờ rưỡi là mình đi là vừa rồi. Thôi cha tha mình chờ cũng hơn là ổng chờ tội nghiệp, ổng ra ổng mệt chứ bộ. Hồi nãy tại vì á ổng chờ mình rồi 20 phút cho nên là mệt quá, đi vô được đi ra lại, tại vì mỗi lần mà ngồi lên ngồi xuống á cũng khó khăn lắm á. Trời ơi tội nghiệp quá. Hồi quên còn này nữa, cái clip của bé Két á hiện tại là bây giờ cũng cái lượt view nó cũng nhiều quá, 50 mấy à, bà Linh không để ý nữa, nhưng mà sáng là thấy 50 rồi đó. Ở trong cái clip đó thì mọi người comment khen Két này kia, động viên Két nhiều lắm, khen Két dễ thương, ngoan, có hiếu, khen Két là vừa quay video nè, vừa edit rồi post luôn, rồi lo lắng cho ba, thương yêu ba, có hiếu với ba, nói chuyện với ba. Mọi người khen con nhiều lắm. Bây giờ con sẵn ở đây thì con cảm ơn các cô các chú đi. Dạ con cảm ơn các cô các chú các bác đã comment ủng hộ cái video mà con đã làm, ủng hộ tinh thần cho con, cho con rất là nhiều những lời chúc hay. Con cảm ơn các cô chú các bác, khi nào sau này con có dịp nữa con sẽ cố gắng làm video nữa cho các cô các chú các bác xem. Nhớ nha, hứa phải làm mang. có dịp. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của Tám, và chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Má ơi, má bye bye đi má. Linh đâu rồi? Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phong, khi cuộc sống đầy những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông